Nóng, cá băng năm nay có gì? Mùa đông lạnh giá đã biến đảo Kaia thành một bức tranh băng tuyết tuyệt đẹp, nơi 14 loài cá băng mới độc đáo khoác lên mình những chiếc áo mùa đông ấn tượng sẽ được thêm vào. Những chiếc nón len, hoa tuyết và lớp băng tuyết phủ khắp thân cá đã tạo nên một diện mạo mới lạ và đầy mê hoặc so với những loài cá băng cũ. Lấy cảm hứng từ các loài cá quen thuộc, bộ sưu tập cá băng này được tái hiện với hơi thở mùa đông, mang đến trải nghiệm săn cá độc đáo. Đây là cơ hội để bạn làm mới bộ sưu tập của mình và đắm chìm vào không khí mùa đông buốt giá. Sẽ có 14 loài cá băng mới, trong đó có một loại nền Vivid huyền thoại, 4 loại nền tím, 4 loại nền xanh dương, 4 loại nền xanh á và 1 loại nền trắng. Hãy chuẩn bị cần câu thật tốt, lên đường săn cá băng và khám phá những điều kỳ diệu. Đừng bỏ lỡ cơ hội sưu tầm những chú cá đặc biệt này. Chúc các bạn chơi vui!